Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Đông Vinh thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Đông Vinh ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chúng ta cùng vào ghé thăm khám phá vẻ đẹp của ngôi thánh đường này nhé. Nhà thờ này kết hợp giữa hai kiến trúc luôn nha, đó là Roman và Gothic. Chúng ta nhìn qua các cái cửa sổ đi vô thì là theo kiểu của Roman, những cái vòng tròn, nhưng mà những cái ô cửa gió ở phía trên với kính màu thì lại theo kiểu của Gothic. Nhà thờ giáo xứ Đông Vinh bắt đầu xây dựng bằng lễ đặt viên đá vào ngày 5 tháng 5 năm 2015 do Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Và lễ khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự ngày 5 tháng 5 năm 2018, tức là nhà thờ này được xây dựng trong vòng 6 năm. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút sự hình thành và phát triển giáo xứ Đông Vinh. Năm 1955, cha Thomas Lý Quang Phụng dẫn một số giáo dân gốc giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Bình đến khai hoang lập nghiệp tại rừng Hồ Nai và hình thành giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, cộng đoàn xây dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn vách ván với diện tích 8m x 20m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. 5 năm sau, năm 1960, cộng đoàn lập nên ấp Đông Hải 2 và trở thành giáo họ Đông Hải thuộc giáo xứ Đồng Lách. Năm 1964, giáo dân Đông Hải 2 xây lại nhà nguyện bằng gạch với diện tích 11m x 32m. 6 năm sau, năm 1970, Đức cha Giuse Lê Văn Ẩn nâng giáo họ Đông Hải 2 lên thành giáo xứ và lấy tên là giáo xứ Đông Vinh dưới sự coi sóc của cha Đa Minh Đặng Duy Hòa. Qua các thời quý cha phụ trách thì cộng đoàn Đông Vinh đã dần dần lớn mạnh trong đức tin và tình yêu mến.
nhờ tình thương của Chúa, sự nhiệt tâm của quý cha quản sứ và trong tình đoàn kết thương yêu, cộng đoàn Đông Vinh lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ bằng vật liệu kiên cố với diện tích là 44m x 16m, nhà sứ 15m x 4m. Năm 2008, cha Vincente Nguyễn Tiến Dũng được cử làm chánh sứ Đông Vinh. Dưới sự hướng dẫn của cha Vincente, giáo xứ Đông Vinh đã ổn định và phát triển như hiện nay. Địa dư giáo xứ Đông Vinh, phía đông và bắc giáp cánh đồng. Phía tây giáp giáo xứ Lai Ổn, phía nam giáp giáo xứ Lộ Đức. Diện tích của giáo xứ là 10 km², dân số Công giáo trong vùng chiếm 74,9%. Quý vị cùng đừng quên cho một like và bấm luôn cả chữ đăng ký để tiện theo dõi các clip mới nhất của kênh Văn Minh Sự Sống nhé. Thank you.
Thank you.